Có cái là mẹ hẹn khách sáo với em. Sao vậy? Khách sáo chuyện gì? Giống như là em qua mẹ chơi, lâu lâu qua mẹ chơi thì mẹ cứ ăn này em con, uống này em con, ngô nghỉ ngơi đi con. Giống như là mẹ vì em, mẹ bỏ cái công việc của mình luôn á. Mẹ cứ trà nước rồi bánh trái, em biết em ngại. Mẹ nhớ quá mà, thương quá mà. Thật em ngại. Lâu, thiệt lâu mới qua. Giống như là bây giờ em chỉ muốn là qua là mẹ cứ tự nhiên thôi, con qua con làm như con làm thôi. Giờ là cũng như là mẹ thứ hai của con. Mẹ thấy con cực quá, nhiều khi muốn ăn món gì á con thấy mẹ làm cực, nó không dám kêu, nó order đồ ăn ở ngoài về không, mà cô thì cô sợ con bé này nó có bầu, nó ăn nó trúng thực mấy lần. Cô cảm giác là cô hợp với con rể mình điều gì? Nói chung là hợp hết á chứ Quyền Linh. Hợp về gì? Hợp về ăn uống nè, về cái cách hướng thiện nè, cách nói chuyện, cách giao tiếp, rồi cái cách sống cũng vậy nữa, không phô trương, không khoe khoang. Có điều cái là tại vì công việc nên má vợ cũng thông cảm. Ví dụ muốn qua bên mẹ cái khách tới, khách đưa đồ làm, nếu phải làm nhiều khách ở xa phải chờ đợi lấy. Nhưng mà cũng mẹ cũng hơi chạnh lòng, mà tại vì con gái mẹ nuôi 25 năm rồi, ở với mẹ, ngủ với mẹ, cái tự nhiên bắt một cái bắt đi luôn. Mà trong khi gần xệ rồi chú Quyền Linh, quận 5 với quận 6 nó sát bên. Trời ơi. Nhiều khi mình bệnh hoạn ốm đau rồi, không thấy tụi nó qua, không buồn. Ủa hiện tại nhà là mình còn ai ở với cô không? Không có ai, có hai ông bà mà chú thì đi làm tới tối mới về. Có cậu con trai lớn thì có vợ với cần ruột, có vợ nó sanh cái đi về dưới ở, nó ở dưới luôn. Có hai đứa con trai thì lấy vợ ở xa, con gái thì lấy chồng gần đó mà không có gì à. Buồn, khóc hoài luôn á. Gã năm mấy gần 2 năm nay, tối nào ngủ cũng khóc. Nhiều khi mình suy nghĩ thấy okay, con cái nó làm ăn, công việc của nó là okay. Nhưng mà lúc này vui lại là tự hồi con bé nó có bầu, nó trở về cho chăm sóc cực nhưng mà vui. Kệ đi. Những cái bậc làm cha làm mẹ, họ rất là khổ như thế. Có con có cái mà không thấy đâu hết trơn á, mà cô đơn lắm. Đôi khi câu cô đơn lầm lũi một mình đó cô hả? Không được đâu, bây giờ á em với vợ phải bàn. Một tuần ít nhất á có 5 phút mà. Cái về chút là Trần Thị Bích Huyền, năm nay 50 tuổi. Công việc nhà là nội trợ. Mình ở đâu à? Dạ ở quận 6 á chứ mình. Dạ xin mời anh ạ. Em là Trương Đình Sang, năm nay 28 tuổi. Em công việc là spa công nghệ đó. Anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Được tầm 2 năm. Mình có cháu nào chưa nhờ? Đang có một bé mà ở trong bụng. Chúc mừng ha. Dạ cảm ơn. Ngày đầu tiên mình gặp con rể tương lai thì mình ấn tượng gì chàng trai này cô? Ngày đầu tiên gặp là lúc nó đang mang bầu bé con gái, là gặp chàng rể tương lai biết đi lẩm đẩm. Là ấn tượng lúc đó là... Vậy là hồi nhỏ nữa cô? Hồi nhỏ luôn á rồi đây Lộc. Tại vì hồi nhỏ cô bán đồ ăn sáng trước nhà của rể nè. Hồi nhỏ cái mặt của anh thấy ghét lắm. Mặt của anh hay quậu á. Mắt chầm dầm ngộ lắm. Mỗi lần mà thấy cô cái là bỏ chạy. Không hiểu, chắc tại do nựng đau quá đó chứ Quyền Linh. Rồi sau đó khi mà lần con gái dắt về ra mắt, là lúc anh đi bộ đội về. Lúc đó nhớ lại ngày xưa không? Hay là nhớ lúc đó biết anh biết luôn hả? Biết luôn. Nhưng mà hồi xưa đó là lúc đó là anh lớn lên, anh đi học á là anh chải chuốt anh công tử lắm. Không có nghĩ anh là rể mình đâu. Xong rồi dắt về bất ngờ đúng không? Dắt về cái bất ngờ vô cái bắt đầu anh chào hỏi về hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa. Mà dễ không hút thuốc không nhậu là thấy mấy điểm đó là điểm cộng rồi. Quen nữa rồi, ấn tượng ngày xưa nữa. Ấn tượng ngày xưa nữa lại luôn. Nhưng mà không biết anh có nhớ khoảnh khắc mà lúc nhỏ khi mà anh gặp mẹ vợ tương lai? Nhớ luôn hả? Nhớ. Lúc đó mấy tuổi? Lúc đó tầm có 2-3 tuổi à. Ồ hay dễ hả? Nhớ luôn hả? Dữ ta. Tại vì bị ngắt đó. Sợ. Đến nay cũng sợ. Rồi con dắt con gái mình đi chơi không? Thì cũng thoải mái, cũng quen bên mẹ của chàng rể là cũng như là quen biết hồi xưa giờ rồi. Thì tin tưởng cũng giao luôn đó. Đi làm đó giao luôn, không làm gì làm. Giao luôn, không làm gì làm, giao luôn. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi từ lúc làm rể tới giờ thì em có tâm sự với mẹ hay là giao lưu rồi tìm hiểu những cái sở thích của mẹ này gì chưa? Em ít nói chuyện với mẹ. Ít nói chuyện luôn hả? Tại vì em đi qua thì em cũng chở vợ em qua xong mà em về. Lâu lắm em mới ở lại em chơi thôi. Em thấy em hợp với mẹ điều gì? Là hay nấu ăn. Em nấu ăn cho mẹ hay là mẹ nấu ăn cho em? Mẹ nấu ăn cho em. Ý là em muốn hỏi mẹ nấu món gì thì mẹ chỉ tận tình mua sẵn nguyên liệu này nấu hết rồi cứ làm thôi. Nhưng mà có bao giờ anh nấu cho mẹ chưa? Dạ có chứ. À, mẹ ăn được không mẹ? Được, vậy nấu ngon lắm, tại dễ anh nuôi bộ đội mà vậy đó. À, làm anh nuôi luôn hả? Dạ, anh nuôi vậy, nấu ăn giỏi. Dạ. Mà là hiện tại là anh ở rể luôn chưa? Không, là ở bên nhà. Ý là vợ ở bên nhà nhưng mà tại vì thường là cũng qua nhà mẹ chơi hoài. À. Con nói thích... vậy thôi chứ từ hồi con bắt gái mẹ cái con bắt sát luôn, cũng có quà thôi. Ít có quà. Tại cũng bận lắm. Sao vậy? Sao không bận? Phải nói phải có lý do đàng hoàng. Công việc bận là ai không cứ... bận chứ lẽ ngày nào cũng bận, lễ Tết gì không có nghỉ không, luôn. Không, tự rất là bận luôn. À. Tại công việc cũng như là dịch vụ mà cái đó khách nó đến từ sáng đến tối miết rồi. Dạ. Rồi em trai thấy em không hợp điều gì với mẹ không? Mẹ là hoàn hảo mà. Thế chứ là em cái gì cũng hợp với mẹ, chỉ có cái là mẹ hay khách sáo với em thôi. Sao vậy? Khách sáo chuyện gì? Giống như là em qua mẹ chơi, lâu lâu qua mẹ chơi thì mẹ cứ ăn này em con, uống này em con, ngồi nghỉ ngơi đi con. Giống như là mẹ vì em mẹ bỏ cái công việc của mình luôn á. Mẹ cứ trà nước rồi bánh trái, em biết em ngại. Mẹ nhớ quá mà, thương quá mà. Thật em ngại. Lâu thiệt lâu mới qua. Giống như là bây giờ em chỉ muốn là qua là mẹ cứ tự nhiên thôi, con qua con làm như con làm thôi. Giờ là cũng như là mẹ thứ hai của con. Thì mẹ thấy con cực quá, nhiều khi muốn ăn món gì á con thấy mẹ làm cực, nó không dám kêu, nó order đồ ăn ở ngoài về không, mà cô thì cô sợ con bé này nó có bầu, nó ăn nó trúng thực mấy lần. Cô cảm giác là cô hợp với con rể mình điều gì? Nói chung là hợp hết á chứ Quyền Linh. Hợp về gì? Hợp về ăn uống nè, về cái cách hướng thiện nè, cách nói chuyện, cách giao tiếp, rồi cái cách sống cũng vậy nữa, không phô trương, không khoe khoang. Có điều cái là tại vì công việc nên má vợ cũng thông cảm. Ví dụ muốn qua bên mẹ cái khách tới, khách đưa đồ làm, nếu phải làm nhiều khách ở xa phải chờ đợi lấy. Nhưng mà cũng mẹ cũng hơi chạnh lòng mà, tại vì con gái mẹ nuôi 25 năm rồi, ở với mẹ, ngủ với mẹ, cái tự nhiên bắt một cái bắt đi luôn. Mà trong khi gần xệ rồi chú Quyền Linh, quận 5 với quận 6 nó sát bên. Trời ơi. Nhiều khi mình bệnh hoạn ốm đau rồi, không thấy tụi nó qua, không buồn. Ủa hiện tại nhà là mình còn ai ở với cô không? Không có ai, có hai ông bà mà chú thì đi làm tới tối mới về. Có cậu con trai lớn thì có vợ với cần ruột, có vợ nó sanh cái về dưới ở, nó ở dưới luôn. Có hai đứa con trai thì lấy vợ ở xa, con gái thì lấy chồng gần đó mà không có gì à. Buồn, khóc hoài luôn á. Gã năm mấy gần 2 năm nay, tối nào ngủ cũng khóc. Nhiều khi mà suy nghĩ thấy okay, con cái nó làm ăn, công việc của nó là okay. Nhưng mà lúc này vui lại là tự hồi con bé nó có bầu, nó trở về cho chăm sóc cực nhưng mà vui. Kệ. Những cái bậc làm cha làm mẹ, họ rất là khổ như thế. Có con có cái mà không thấy đâu hết trơn á, mà cô đơn lắm. Đôi khi câu cô đơn lầm lũi một mình đó cô hả? Không được đâu, bây giờ á em với vợ phải bàn một tuần ít nhất á có 5 phút mà. Chạy về chút xíu thôi, chạy về hỏi thăm mẹ cái xong rồi mua biết cái... Thời gian làm nghiệm chứ Linh đi đá banh, đam mê đá banh là trên hết. Giờ thêm cái gym nữa, tập gym nữa. Nói mà ai nói không có rảnh chưa? Nó rảnh thì đi vô phòng gym tập gym, rảnh thì đi đá banh, ai rủ là đi, bất chấp mưa cũng đi, bão cũng đi. Mẹ không nói chứ mẹ biết hết đó. Đá banh xa không? Đá banh tới Phú Thọ lần tới 15-20 phút mà qua nhà mẹ có 5 phút, 3 phút rồi. Mẹ ghim chứ bộ. Ghim trong ghim, chú ghim nữa thiệt á. Con cái mà cách 5 phút mà. Thượng đường chú Quyền Linh, thượng đường á. Cái đường đi đá banh thượng đường, đường nhà má vợ đó. Mà không ghé luôn. Bậy rồi. Tại vì đá 9 giờ tối luôn mà, sao ghé được. Mẹ đâu cần tụi con ghé nhiều đâu, con chỉ cần ghé vô ngồi 5 phút, 10 phút. Vậy thôi, bữa nào cô qua nhà bên kia đi. Cũng qua hoài chứ, qua viết còn ngại. Vậy hả? Bà Xu nói à, chị gái nhớ đó, chị gái cứ qua đây đi. Qua viết chai mặt đi làm. Tao nghĩ quá. Nhà xui gia mà qua giờ ta còn ông xui, ta còn con cháu vậy. Đúng rồi. Đừng có ngại nữa. Em qua 5 phút, 10 phút cũng được ghé. Anh mẹ khỏe không mẹ? Sáng giờ mẹ làm gì? Chuẩn bị đá banh đi ngang ghé sao mẹ chút. Được không? Ghé, biết ghé gì không? Nhiều khi đá banh bị mệt mỏi, bị gì ghé mẹ massage, mẹ đấm bóp, có ghé. Bị cái gì có sự cố á, nhức đầu, đau đầu, thần kinh hay là bị gì đó. À, anh có mục đích thì anh mới ghé, chứ bình thường anh không có ghé. Nói gì là hiểu lầm rồi. Thì con không phải là đối tượng bị, nhưng mà thực sự là công việc em nó cứ biết, mẹ cũng hiểu không? Nó dồn dập liên tục. Coi như gái có bầu là mừng lắm rồi. Mong nó có bầu nhiều vậy ở đây. Có thì giái mẹ hoài, giái mẹ Quan Âm đi chùa rồi giái cho nó sanh suôn sẻ, cho nó sanh năm một luôn chứ Quyền Linh. Trời ơi. Để nuôi luôn. Cái thương dữ sợ. Giái cho nó sanh năm một luôn. Nhưng mà sanh rồi mẹ cũng qua phụ giúp được không? Trời ơi, mẹ giữ em bé là ok đó, cô Lê Lộc mẹ là giúp em đó. Nhưng mà không biết là chàng rể này sao nè. nhưng mà cỡ nào cũng chơi hết. Hết bên nội cũng hết. Bên nội nhưng mà biết tin vợ có bầu vui không? Buồn vui lẫn lộn hết trơn á. Nói chung là vui là biết là chuẩn bị thắp hương làm cha, riêng cái vui là đỡ cài, ý là càng ngày cài đêm á. Có. Ủa phải cài nhiều hơn chứ ta sao kìa? Không, ý là phải cài là cài cái kia kìa, đúng không? Là ý là trước khi đó là bắt buộc phải cài. Tại vì bé nó bị chậm, nó bị khó em bé. Bác sĩ phải cài theo lịch cho bác sĩ. Là nửa năm luôn. Cài xích mặt mày. Phải cài. Chứ mình lên hiểu không? Phải cài theo lịch của bác sĩ đó, ăn uống cái cài theo lịch của bác sĩ để. Vậy đúng rồi mẹ, vậy tao bận đúng rồi mẹ ơi. Đâu có nói mẹ biết, mày đâu có biết. Vậy nãy giờ mẹ làm đúng hiểu lầm con rể, tao bận mà, tao bận cài mà. Mày mới biết lần đầu tiên. Ăn theo ý bác sĩ luôn. Đâu có nói, bây giờ nó nói mẹ mới biết. Ngày cả chục xuống ấy. Hôm nay thì mẹ có mong muốn con rể thay đổi điều gì không? Mẹ mong là con bớt đi đá banh lại, để biết sao không? Bây giờ vợ nó mang bầu, ví dụ nó đá banh lỡ nó có chuyện gì không ai chăm nó được. Tại vì con bé này nó bị động thai. Em có muốn mong muốn gì mẹ không? Dạ em nghĩ là mẹ quá hoàn hảo rồi. Mong mẹ là như là bớt mẹ có này có cái tính là giận lẫy vợ em á. Giống như là mẹ nấu món gì đó mà vợ em góp ý là mặn ngọt hay là chua cay gì đó, bớt cái đó thêm cái này vô. Cái mà nói ăn đó làm đi, muốn ăn gì đó làm tự làm luôn. Em nghĩ là mẹ giận hai đêm luôn. Tại vì hồi nào giờ á là giống như là cô nấu khẩu vị nó bình thường rồi, bây giờ nó bầu bí mình đâu có biết cái khẩu vị nó làm sao. Bây giờ chăm nó không gấp bị xì chết á, bây giờ con bị xì chết á. Nó niêm ít á, nó chê lạc, không ngon. Nó niêm đậm chút, có bầu mà đừng cho ăn mặn. Nó vậy thôi, vậy lạnh gì làm. Thôi kệ cô, có bầu nhịn tiếng đi. Kệ nó cho nó qua căng rồi đi. Vậy mình nãy cầu xin năm một, ba cái năm một rồi mệt luôn á. Thôi bây giờ ta xem rồi con gái của cô vào của em nói gì nha. Dạ. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Ngọc Thiện. Mình là con gái của mẹ Huyền và là vợ của anh Sang. Thì mẹ mình và chồng mình thì cũng đã biết nhau từ hồi nhỏ rồi. Nên là cái quá trình mà hai đứa mình quen nhau và đến khi mà cưới nhau luôn và anh làm rể của mẹ mình thì hai má con cũng đã thương nhau, vẫn đã hiểu nhau nên là cũng không có những cái lúc nào mà gây cho mình cái sự khó xử hết. Tại vì anh là một người cũng khá là ít nói và rất là hiền. Anh muốn nói gì thì anh cũng nhờ mình nói, nhờ mình thông qua mình hết rồi mình nói trực tiếp lại với mẹ. Còn mẹ cũng vậy, mẹ rất là thương anh Sang. Nên là ví dụ mà mẹ có cái phàn nàn cái gì á thì mẹ cũng nói với mình để mình góp ý chồng mình thôi. Mà đa số là mẹ mình và chồng mình thì cũng không có cái gì để mâu thuẫn nhau hết. Nên là mình cảm thấy rất là thoải mái khi là đứng giữa. Nếu mà để mà mong muốn mẹ thay đổi cái điều gì nhất thì mình muốn là mẹ coi chồng mình, con Sang thì cũng như là một người con ruột trong gia đình hơn đi. Tại vì nhiều khi mẹ thương Sang quá nên là nhiều lúc mình cảm thấy là mẹ hơi khách sáo với chồng một tí. Là có khi là mẹ muốn nhờ chồng mình làm cái gì đó nhưng mà mẹ mình không dám, mẹ mình phải nói qua mình. Chứ mẹ cũng không dám gọi điện trực tiếp để nhờ vả anh Sang. Thì mình muốn là mẹ mình thoải mái hơn. Với lại coi anh Sang như là một người con trai. Có gì thì nói trực tiếp với anh Sang luôn. Đó, rồi anh Sang qua nhà thì cũng sẽ được tự nhiên hơn, không có cảm thấy mình như là khách nữa. Còn về phần của chồng mình thì nghĩ là chồng mình cởi mở nhiều hơn, kiểu như là sẽ quan tâm tới mẹ nhiều một chút xíu, hay hỏi thăm mẹ này kia hơn một chút xíu để mẹ cảm giác là thân thuộc với chồng mình hơn một tí. Mình chỉ có mong muốn như vậy thôi. Chứ mình cảm thấy hiện tại thì mẹ mình và chồng mình thì rất là hòa hợp. Và mình đứng giữa thì mình cũng cảm thấy không bao giờ khó xử hết. Mình cũng cảm thấy luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mẹ của mình và chồng của mình có một cái cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Mình xin chào. Đó là những lời chia sẻ từ con ruột của mình cũng như là vợ của em. Con hứa là sẽ thay đổi để cho mẹ đỡ lo với chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi, mẹ cũng mong muốn là con giữ gìn sức khỏe đó để chăm vợ đó, đỡ con có chuyện gì rồi sợ không ai chăm sóc vợ con mà không anh. Sao đâu. Sợ gì? Anh nghĩ rằng mẹ rất là thương hai đứa đó. Dạ. Cố gắng tạo sự kết nối nhiều hơn nữa nha. Đi đâu ghé chút cũng được. Cái điều này rất cần thiết với người lớn tuổi. Kỷ niệm gửi tặng cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc gia đình hai đứa tốt. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy. Calosure tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ. Xin cảm ơn cô và anh đã đến với chương trình ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.